Rồi người nói tiếp, thì người ta sẽ tra tay, bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở vào những ngày cuối cùng của năm Phụng vụ. Và trong những ngày cuối cùng này, giáo hội cho chúng ta nghe những bài đọc nói về ngày sau hết, tức là ngày cánh chung, ngày tận thế của thế giới lịch sử này. Và trong ngày đó, Chúa cảnh báo cho chúng ta là anh em hãy kiên trì thì anh em mới có thể giữ được mạng sống mình. Và sẽ có xảy ra những tai ương, những hoạn nạn xảy đến trước khi ngày đó xảy đến. Và chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta sẽ bị cái thế gian này sàng lọc, giống như là chúng ta bị sàng lọc trên một cái chiếc sàng, thóc lép, vỏ trấu thì bị rớt xuống, còn những hạt lúa mẩy hoặc lúa chắc thì còn trụ lại trên cái sàng đó. Và thế gian sẽ sàng chúng ta như là một người sàng gạo vậy. Và những cuộc bắt hại đức tin, những cuộc bắt bớ, những cái cuộc thử thách lòng tin của chúng ta sẽ xảy đến. Và ngay cả những người thân thuộc của chúng ta, anh chị em, cha mẹ, bạn hữu cũng sẽ bắt nộp và điều chúng ta ra trước tòa án. Và điều còn lại duy nhất là gì? Đó là hãy kiên trì giữ vững đức tin của mình. Đức tin sẽ giúp chúng ta giữ vững niềm hy vọng để chờ đợi ngày Chúa đến. Và đức tin cũng sẽ giúp chúng ta khơi lên lòng yêu mến trong việc đón chờ Chúa đến. Kính thưa quý bà và anh chị em, trong những ngày cuối cùng của năm Phụng vụ, lời Chúa nhắc chúng ta rất cụ thể và rõ ràng về một cuộc chiến của lòng tin. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta đứng vững trong đức tin của mình trong ngày còn Thiên Chúa trở lại. Amen.